Chào đón quý vị đến với vòng đầu tiên. Vòng này có tên là Đâu Mới Đúng. Như vừa rồi các bạn đã nhìn thấy những chiếc két sắt đã được kéo lên, nhưng mà trước đó nó rơi xuống và chúng ta nghe được cái âm thanh, một cái rầm của nó. Nếu như các bạn mà lựa chọn đáp án sai, đứng ở cái vị trí không đúng, thì những chiếc két sắt này nó sẽ rơi y chang như vậy. Ngay cả anh Hoàng, dù cho cái thân hình của anh có đồ sộ thì cũng không thể nào mà đương đầu nổi với cái két sắt cả tấn của em đâu anh Hoàng nha. Nhưng mà nó có cái vòng tròn nó vừa anh không? Anh sợ nó nhỏ. Em không biết. Em không thắc mắc gì đâu. Em không biết. Nếu như mà anh lên đó anh đứng mạnh trả lời sai đi, anh sẽ được trải nghiệm cái cảm giác đó. Thôi đi về đi Dung ơi, thôi về đi. Đã như bước chân vô đây là muộn rồi, không được quay trở lại nữa nha. Và nếu như ai mà bị chiếc két sắt đè thì các bạn sẽ phải rời khỏi cuộc chơi ở trong căn phòng trống. Các bạn có thể quay lại với chương trình khi ở vòng 2, đồng đội của các bạn dùng quyền hồi sinh, đội chơi nào sẽ xung phong thì trước. Em. Đội may mắn thì trước à. Em liều vậy. Trời ơi. Trong khi đội trưởng của em gương mặt còn đang hoang mang như vậy. Đúng rồi, anh chưa định hồn luôn á. Anh chưa biết là trong đó có cái gì trong cái phòng đó luôn á. Em tin là may mắn sẽ đến với đội mình. Vậy thì mời đội may mắn. Ở đây chúng ta thấy có 5 cái két sắt, nhưng ở câu 1 này thì chỉ có 3 đáp án đúng mà thôi. Các em sẽ phải lựa chọn ít nhất là 3 vị trí để mà đứng vào, biết chắc chắn cái đáp án nào là chính xác 100%, đẩy liền đội trưởng vô đó để bảo vệ cho an toàn. Sau đó các bạn có thể cử thêm 1-2 người đứng cùng với đội trưởng, đến khi mình sẽ bảo toàn được cái số lượng thành viên của mình đông nhất có thể. Anh Hoàng hiểu không? Nhưng mà có đứng vừa à, có nghĩa là chỗ đó đứng được 1-2 người luôn hả? Đây nè anh, bé vừa mới hỏi câu rất hay. Nhưng liệu có đứng vừa không? Đúng rồi. Bình thường ở các đội trưởng khác thì đứng 3 người vẫn còn dư, thậm chí sắp được cái mâm cơm 3 anh em ngồi xuống ăn cũng được. Còn riêng với anh Hoàng thì nhiều khi 2 em phải đu đeo lên người của anh mới có chỗ nghe. Không sao đâu, đứa ẩm nấp đứa thì đó, ít ra phải dậy mới may ra. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của chương trình. Minh Hằng, Lý Hải, Eric, Bảo Thi, Thu Phương, toàn là anh chị em đồng nghiệp trong nghề không thôi. Nhưng mà giờ câu hỏi không biết nó có quen không đây. Mời mọi người quay lại. Những ca sĩ từng tham gia trong nhóm nhạc, bắt đầu. Quay lại, em quay lại. Nhóm nhảy. Minh đây nè, đây nè. Lý Hải. Đây đây luôn nè, đây Minh Hằng luôn nè. Minh Hằng nhóm nhảy. Thi. Minh Hằng biết, mấy con biết vậy biết đi. Tôi biết Minh Hằng, nó chạy Minh Hằng. Con biết không thì con chạy đi. Con chạy đi. Ê, chứ nào vô đi chơi tôi không? Thấy thấy. Ê, mày vô. Em biết là nhóm nhảy, không phải nhóm nhạc. Bảo Thi, Bảo Thi. Còn Thu Phương chị không biết. Thu Phương đi. Lý Hải. Thì mấy con muốn làm gì làm. Nhanh lên, nhanh lên. Các bạn. Nè, tại sao không qua đây thêm người nữa? Mau lên, mau lên, mau lên. Ê, tách qua đây. Mau lên, vậy lên nè. Mấy ba người đi. Ba người hiểu không được. Hai vị trí là... Vô đại đi. Ừ. Đây, ôi trời ơi, vừa hả anh Hoàng? Trời ơi quý vị coi, mất tiêu con bé kia luôn quý vị. Anh Hoàng đứng một cái của tôi là gần hết ô này luôn rồi. Anh Hoàng xin chọn đáp án này. Chắc chắn là anh biết Minh Hằng. À, trước khi Minh Hằng đóng phim Rồi Giấc Mơ Về thì Minh Hằng có một nhóm nhạc. Có đi hát chắc nhóm. Chắc chắn. Chắc chắn luôn hả? Chắc chắn. Mà nếu như anh biết chắc chắn là sao anh không kêu thêm hai đứa em về để con chi tụi nó chạy tán loạn thôi mới nắm níu nhau vô vậy? Không, anh muốn kiểm tra kiến thức cho tụi nó coi. Không, anh là đội trưởng cho nên nói rằng đội trưởng mới là người vạch ra chiến lược là vậy á. Vậy hả? Nếu như mình biết đây là đáp án đúng thì mình phải điều động em đi theo anh. Dù vậy. Bốn đứa bé là đẹp quá. À. Anh muốn loại hết bốn đứa vào một luôn. Chi vậy? Một mình anh đứng cho nó người ta nhìn anh nó thấy anh đẹp. Cho dù không có bốn nhưng em cũng không ai công nhận anh đẹp đâu Hoàng. Em gái, hồi nãy anh thấy em đứng bên vị trí của chị Thu Phương, sau đó em qua bên đây Bảo Thi. Dạ, hồi nãy là em có phân vân là Bảo Thi với lại Eric, nhưng mà em nhớ là Eric ở trong nhóm nhảy. Còn Bảo Thi thì em không có chắc lắm, nhưng mà tại lúc đó hết thời gian rồi nên là em đi qua đây cho gần. Qua đây cho gần. Còn em, đi xem chọn vị trí này. Eric thì em nhớ là trong nhóm nhảy, vừa nãy cũng có trao đổi. Còn Lý Hải thì em nghĩ là anh hát từ xưa nhờ có một mình à. Cho nên em chọn đây, coi như là dùng phương pháp loại trừ thôi. Anh Hoàng. Hả? Tại sao anh không chọn anh Hải? Nếu mà Hoàng nhớ không làm là ngày xưa anh Hải đi hát thì có hai diễn viên đi theo múa. Bây giờ Đại Nghĩa sẽ công bố vị trí của anh Lý Hải đây. Cái vị trí mà không ai lựa chọn cả. Như anh Hoàng nói, ngày xưa anh Hải đi hát chỉ có hai vũ công quen thuộc, bởi vì ngày xưa thực ra vũ đoàn chưa có thịnh hành như bây giờ. Nhưng anh Hải có khi nào anh có một cái nhóm hát trước đó nữa mà anh Hoàng không biết hay không? Hy vọng là không có. Công bố đáp án anh Lý Hải. Rớt hay không rớt? Rớt. Rớt hả? Rớt đi. Đúng là như vậy, anh Lý Hải không có cái nhóm nhạc nào hết. Tiếp theo sẽ công bố đáp án Eric và Bảo Thi. Nếu mà Bảo Thi rớt xuống là anh bé kia đúng. À!
thấy mọi người im lặng la cho bớt hồi hộp. Cái két nó chưa rớt mà anh la làm nhỏ rớt tim giờ đó. Nhỏ em đang hồi hộp kìa. Wow, cả hai đáp án Eric và Bảo Thy là đáp án đúng. Bảo Thy ngày xưa đã từng hát nhóm và Eric cũng như vậy trước khi tách ra với sự nghiệp solo của mình. Bảo Thu Phương là thua. Một trong hai này bị sai. Eric ngày xưa là ở trong nhóm Monster. À. Còn Bảo Thy là trong nhóm Sao Băng. Bây giờ còn hai đáp án Minh Hằng và Thu Phương. Anh sẽ công bố hai đáp án này cùng một lúc nha. Xin mời đáp án từ chương trình. Ngày xưa hai chúng ta là đôi bạn thân gì đó. Không thân lắm, không thân lắm. Không thân lắm thì Hằng ơi, đừng ở xuống Hằng ơi, đứng đó được Hằng ơi. Đáp án chính xác là Minh Hằng. Đúng rồi. Minh Hằng ngày xưa trong nhóm nhạc Pha Lê. Thậm chí là sau này Minh Hằng còn có một hai nhóm khác nữa. Xin mời cả nhóm mình bước ra đây. Bốn người mang về cho đội mình 4 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại cô bạn dễ thương trong căn phòng trống. Em út của nhóm. Tội quá. Em út của nhóm phải không? Mà giờ đi trước mọi người vậy đó. Em ơi, sao em? Trong đây đói lắm. Em có cần ăn uống gì không em? Anh Hoàng muốn lạnh không một nữa. Lát em để anh vô trong đó để tiếp tế lương thực. Nói vậy thôi, nếu như mà một lát chúng ta giữ được cái đội hình mà đông đủ thế này mà qua tới vòng 2 thì cái quyền hồi sinh nó chắc chắn là mình sẽ dành cho cô bé này. Tạm nghỉ chút xíu nha em. Mời cả đội mình về chỗ. Xin mời đội Hên Xui. Hồi hộp quá. Ổn không Dung? Không ổn. Là bởi vì á, dòm lên cái màn hình màu đỏ là màu xui mà tôi mặc áo màu đỏ. Thường ta nói xui gặp xui là hên. Phải không? Lấy độc chị độc đó Dung. Chị chuyên đóng những vai độc mà chị độc nhất. Cho nên là không có cái nào độc bằng chị hết trơn trời á. Nào các bạn cố gắng lên 1, 2, 3, yeah tiếp nè. Yeah. 1, 2, 3, yeah. Đó. Mời đáp án từ chương trình. Hả? Rừng Trần Hưng Đạo, đồi chè Long Cốc, hang Bác Bó, động Ngườm Ngao, núi Hàm Rồng. Mời mọi người quay lại xem câu hỏi. Biểu tượng du lịch cũng là niềm tự hào của vùng đất Cao Bằng. Bắt đầu. Cao Bằng. Nè. Rừng Cao Bằng. Cao Bằng. Cao Bằng là hang Bác Bó nè. Đồi chè Long Cốc. Có rừng nè. Rừng chị vô trước. Cao Bằng. Cao Bằng là chắc chắn có rừng. Chị vô rừng đi. Thôi chị vô rừng đi. Ai? Cao Bằng. Động. Núi. Bây giờ cái trẻ ra đi. Bây giờ chị chắc chắn là bây giờ. Bác Bó. Bây giờ. Cao Bằng. Cao Bằng. Cao Bằng. Cao Bằng. Cao vô rừng em hang Bác Bó đi vô kè đi chị, tại vì bắt ở trên Cao Bằng ở Cao Bằng thường Cao Bằng là kè kè lóng không có đồ kè không kè nhanh lên như em nhớ là không có hang Bác Bó đồ kè không á rồi đứng đây quá 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 hết giờ. Gì vậy Dung? Tức quá. Tức cái gì? Tức đứa nào? Các con biểu qua đây với má đi. Má vừa đi Cao Bằng xong về nè. Rồi chị mắc mấy đứa nhỏ mà không có nào qua chị hết. Chị ghé hang Bác Bó nơi mà Bác Hồ từng ở đó để làm việc cách mạng. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá vậy Dung ơi. Trước khi em lục Facebook kỹ nghe không có hình Bác Bó chị biết tay em. Sai lầm của mấy đứa không. Em. Chị Dung là cái người mà đi rất là nhiều nơi. Đi đóng phim mà từ Nam ra Bắc. Ừ. Đúng không? Chắc chắn 100% thì chị mới chọn vị trí này. Ừ. Và như anh nói hồi nãy cũng như là rút kinh nghiệm của đội trước, tức là cái vị trí nào mà chắc chắn 100% đội trưởng vô thì làm ơn ba người vô thì luôn đó, thấy chưa, để bảo toàn lực lượng đông đông chút xíu. Em chọn rừng Trần Hưng Đạo là bởi vì sao? Em nghe Cao Bằng thì ở trên thì chắc có rừng. Là có rừng hả? Dạ. Ủa em ơi, bộ rừng này chỉ nằm bên trên không có dưới hả em? Rừng cao su Long Thành này kia cũng nhiều lắm em ơi. Bây giờ anh Nghĩa phân tích ra thì em mới thấy đúng đúng. Và bây giờ Tài Nghĩa sẽ công bố đáp án đồi chè Long Cốc. Em là huấn luyện viên võ thuật mà bây giờ em còn đưa tay em bệnh cái tim em lại. Tinh thần em vững vàng lắm mà. Chè ở đâu con? Phải chi mà hồi nãy cái dây cuối cùng mà em nó cương quyết, nó phóng qua bên bà đội trưởng là ngon lành rồi, đúng không? Chè. Ủa mà chưa chắc đội trưởng đúng. Bây giờ công bố tiếp theo là đáp án Động Ngườm Ngao. Xin mời. Xuống. Hồ Bí. Xuống thì chị mừng. Xuống, xuống. Xuống đi em ơi. Xuống đi. Xuống. Wow. Xuống đây. Đây
đây là đáp án chính xác. Động Ngườm Ngao Lỡ Cao Bằng là một trong những hang động rất là đẹp với nhiều cái thạch nhũ. Tiếp theo, núi Hàm Rồng. Xin mời. Em ơi. Dạ. Tiếp tục đứng hóng gió trên núi đi, anh công bố vị trí số 1. Có phải nằm ở Cao Bằng hay không? Chính xác. Con ơi, đúng rồi con ơi. Cái này là hên nè, đúng không? Bởi vì thật ra là bạn Phú cũng không có biết cái cánh rừng Trần Hưng Đạo này như thế nào. Đây là một di tích quốc gia đặc biệt nằm ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Bây giờ tới phiên em trai đây, anh sẽ công bố cùng một lúc hang Bác Bó và núi Hàm Rồng. Xin mời. Chắc núi đè thiệt quá. Trời. Giờ không biết cầu nào xuống luôn á. Thôi phải cứu tụi đội trưởng. Bên kia xuống đi. Hang Bác Bó là chính xác. Chị ơi, chia tay nó rồi. Trời ơi. Chị Dung chỉ làm như giống như trò chơi con nít gì đó. Ê, ông giỡn nha, chơi ông giỡn nha, ông giỡn nha. Chị mà trả lời sai thì dù chị có giỡn hay không, cái kết sắt nó vẫn rơi xuống chị nha. Nhưng mà mình làm đội trưởng mà vòng đầu mà mình chết thì hơi tội. Đúng, nghiệp. Chị Dung nói hang Bác Bó là gắn liền với hình ảnh Cao của Bác Bằng. Hồ và nằm ở Cao Bằng. Mời ba thành viên của đội hên xui ra đây. Bà chị, ngừng lại. Mình lố rồi, Bây giờ chúng ta xem trong căn phòng trống hai chàng trai đang như thế nào. Đó, hai đứa đó. Còn khóc cái gì? Đau buồn đó chị. Khóc cái gì? Khổ quá, thất vọng. Sai lầm vẫn là em. Chị à. Chị Dung ơi, chị cố gắng nha, chị cho em hồi sinh nha chị Dung. Hồi sinh em chị. Em đợi chị. Chị là chị biết thân chị thôi nha. Hai đứa ráng giữ mình trỏng luôn đi. Hai đứa ráng lo cho nhau nha. Buồn lắm chị. Nào chào tạm biệt. Tạm biệt. Ráng gặp lại. Bây giờ chỗ. Sẽ cố. Và đội hên xui vừa mang về cho mình 3 triệu đồng.